tiếp tục chi lùng theo anh Dưỡng. Chào ngài thám tử. Chào cậu. Ngày hôm nay tôi đã mời tới đây một thám tử với 35 kinh nghiệm trong nghề. Lần này thì anh Dưỡng có mà chạy đằng trời. Ngài thám tử, ngài sẽ có 10 triệu đồng tương ứng với 10 tiếng đồng hồ để truy lùng theo dấu vết của anh Dưỡng. Mỗi một tiếng đồng hồ ngài sẽ có được một gợi ý và bị trừ đi 1 triệu. Ngài đã sẵn sàng để truy lùng theo dấu vết anh Dưỡng chưa? Sẵn sàng. Sẵn Jesus đang đi săn lùng tôi. Bây giờ tôi sẽ làm một cái căn phòng bí mật dưới ghế sofa để trốn sẵn Jesus. Thưa ngài thám tử, đây sẽ là khu vực mà anh Dưỡng đang lẩn trốn. Anh Dưỡng chỉ trốn ở bên trong cái vòng tròn đỏ này thôi. Trong vòng tròn đỏ tôi thấy có Hà Nội. Ở Hà Nội cậu Dưỡng hay đến những địa điểm nào? Ở Hà Nội thì trong vòng tròn này con thấy có Hồ Tây, có Aeon. Thế thì đến Hồ Tây trước. Rồi ok, bây giờ chúng tôi sẽ đến Hồ Tây nhá. Thám tử thì lần đầu lên clip cho nên là lõi hơi vấp, mọi người thông cảm nhá. Let's go. Và đây là cái ghế sofa tôi sẽ làm căn phòng bí mật. Đây là cái ghế ở nhà tôi luôn. Trong lúc này Sáng Jesus cũng đang đi đuổi bắt tôi. Sáng Jesus có 10 tiếng để bắt tôi nhá mọi người nhá. Wow, cái sofa này rất là to. Vừa người tôi luôn. Vẫn còn thừa một đoạn nữa này. Đấy, rất là rộng luôn. Thì bây giờ tôi sẽ làm một căn phòng bí mật ở trong ghế sofa này nhá. Vậy là chúng tôi đã ra tới Hồ Tây. Tiếp theo thì chúng ta làm gì đây hả ngài thám tử ơi? Bây giờ chúng ta sẽ đi vùng quanh bờ hồ để xem có phát hiện xe của cậu Dưỡng không. Nếu phát hiện ra xe là sẽ tìm thấy người. Rồi ok, thế đi xung quanh Hồ Tây luôn nhá. Đầu tiên là chúng ta phải tạo một cái lối vào. Bây giờ tôi sẽ cắt một cái lỗ to như này. Đấy, sau đó nhấc cái tảng này lên. Đấy, lại làm cái lối vào trong căn phòng bí mật trong ghế sofa nhá mọi người nhá. Nhưng mà bây giờ chưa biết làm nào để nó nhấc lên. Cái sofa là chặt quá. Thì cái sofa nhà tôi đã cũ rồi. Tiện cái clip này thì tôi muốn thay cái ghế sofa nhà tôi luôn. Cái Hồ Tây này thì khá là rộng. Nếu mà đi hết xung quanh cái Hồ Tây này thì mất khá là nhiều thời gian đấy. Thôi chúng ta đi tìm cậu Dưỡng thôi. Lật ngược cái sofa lại để xem bên dưới như thế nào. Wow, cái này là một lớp vải thôi, xé được. Wow, được. Wow, rất là rộng luôn. Nhưng mà tôi phải tháo mấy cái này ra. Dưới gầm sofa rất là rộng rãi luôn. Thì tôi sẽ trốn ở trong này. Ok nhá mọi người nhá. Vậy là đã đi hết xung quanh Hồ Tây thì không nhìn thấy xe anh Dưỡng. Tức là anh Dưỡng không có ở Hồ Tây rồi. Thì bây giờ làm nào khoảng ngày thám tử? Ở khu vực Hà Nội còn chỗ nào nữa không? Còn Aeon Mall Long Biên nữa. Thì anh Dưỡng thường hay lui tới đấy để ăn uống. Thế thì đi ngay luôn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đến Aeon Mall Long Biên nhá. Thử thách đuổi bắt lần này sẽ rất là khó cho Sáng Jesus vì cái map chơi nó rất là rộng. Gợi ý dành cho Sáng Jesus đó là một hình tròn rất là to ở trên bản đồ. Anh đang trốn ở trong hình tròn đấy nhá Sáng hãy đi tìm trong hình tròn đấy đi. Thử thách lần này sẽ rất là khó cho Sáng Jesus vì cái hình tròn này bao gồm cả Hà Nội này, Hưng Yên này, Hải Dương này, Bắc Giang, Bắc Ninh. Wow, vậy là tôi đã gợi ý cho Sáng Jesus đồng nghĩa là trừ đi 1 triệu ở phần thưởng đấy. Phần thưởng của Sáng bây giờ chỉ còn 9 triệu khi bắt được tôi thôi. Ok nhá. À từ từ ngài thám tử ơi, có thông báo này, phạm vi tìm kiếm đã được thu nhỏ nhưng mà Aeon vẫn ở trong phạm vi lẩn trốn. Khả năng bây giờ mình sang bên đấy để xem anh Dưỡng có trốn ở đấy không nhá. Thì bây giờ đi sang bên đấy luôn nhá mọi người ơi. Thôi đi thôi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục làm cái căn phòng bí mật ở trong ghế sofa. Cái ghế sofa này hơi chắc chắn nên hơi khó làm nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng. Vậy là tôi và ngài thám tử đã tới Aeon Long Biên. Thì bây giờ làm thế nào hả ngài thám tử? Làm nào tìm thấy anh Dưỡng bây giờ? Cậu đi tìm tất cả bãi xe này xem có thấy xe của cậu Dưỡng không? Cả một cái bãi xe khổng lồ như này thực sự tìm rất là lâu. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng không bỏ sót bất kỳ cái xe nào nhá. Thôi chúng ta sẽ đi tìm thôi ngài thám tử ơi. Vậy là tôi đã hoàn thành nối vào cho căn phòng bí mật ở dưới sofa. Mọi người vào đây tôi sẽ xem nối vào như nào nhá. 3, 2, 1. Đây chính là cái lối vào của tôi. Đấy. Nhưng mà các căn phòng dưới gầm sofa này chưa được hoàn thiện đấy mọi người nhé. Tôi mới chỉ làm vào cái cánh cửa để đi vào thôi. Còn bên trong nội thất chưa có. Dỡ hẳn ra luôn. Bây giờ tôi sẽ chui vào trong căn phòng bí mật để test xem là có mình có ở được bên trong này không đã nhá. Vừa luôn mọi người ơi. Quá tuyệt vời luôn. Lúc đầu từng bé nhưng mà rộng rãi thoải mái phết đấy. Một khoảng to như này không? Coi như là ý tưởng này đã thành công 50% rồi vì tôi chui được vào trong cái ghế sofa này. Tuyệt vời mọi người ơi. Ok không nói nhiều nữa. Bây giờ tôi sẽ đi thiết kế nội thất ở trong căn phòng bí mật này nhá mọi người nhá. Tôi nhìn thấy có một cái xe rất là giống xe của anh Dưỡng. Khả năng là tôi bắt được anh Dưỡng rồi. Không phải. Giống xe nhưng mà khác biển số. Đấy, vẫn ngồi được bình thường nhá mọi người nhá. Không ai biết được bên trong cái ghế sofa này có căn phòng bí mật luôn. Đấy, vẫn ngồi bình thường ok nhá mọi người nhá. Thế này thử thách này chắc là tôi thắng chắc rồi mọi người. Không ai có thể biết được luôn. Vậy là tôi đã đi tìm hết cả cái bãi gửi xe nhưng mà không thấy xe của anh Dưỡng. Chắc là anh Dưỡng cũng không trốn ở Aeon này. Bây giờ thì làm thế nào khoảng ngày thám tử ơi? Thì bây giờ tôi sẽ gợi ý tiếp cho Sáng Jesus. Gợi ý tiếp theo tiếp tục thu nhỏ bản đồ tìm kiếm lại. Đấy, bây giờ thì bản đồ sẽ được nhỏ lại một chút nhưng mà vẫn rất là khó đối với Sáng Jesus. Thật sự bây giờ vẫn tìm như là mò kim lấy bể. Thôi kệ Sáng tìm thế nào tìm, mình nhiệm vụ mình là trốn đã. Thì bây giờ tôi sẽ ngụy trang lại cái con ghế sofa này. Cậu bỏ bản đồ ra cho tôi coi lại. Bản đồ à? Úi, có thông báo của anh Dưỡng luôn. Vậy là đã hết 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ đã bước sang tiếng thứ 3. Ngài đã bị trừ 3 triệu đồng tiền thưởng. Bây giờ ngài chỉ còn 7 triệu đồng tiền thưởng thôi đấy. Đây, bản đồ anh Dưỡng vừa gửi đây. Ngài thám tử ơi, theo như bản đồ mà anh Dưỡng gửi ấy, thì chúng ta đã tốn công vô ích 2 tiếng đồng hồ chỉ ở mỗi Hà Nội này. Bây giờ Hà Nội không còn nằm trong phạm vi lẩn trốn của anh Dưỡng nữa. Giờ làm thế nào?
vào hỏi ngay thám tử. Tôi thấy Hải Dương vẫn nằm trong vòng tròn, cậu Dưỡng có hay đi Hải Dương không? Hải Dương thì có Côn Sơn với Kiếp Bạc vẫn nằm trong phạm vi lẩn trốn này, khả năng là anh Dưỡng cũng trốn ở đấy. Ta đi luôn đi. Đi, đi thôi. Ra ngoài ban công kiểm tra xem Sáng Thị Xu có quanh đây không. Không có đây. Sáng Thị Xu không có đây. Không thấy cô Sáng ở đây. Tiếp tục vào làm căn phòng biển thôi. Làm quả trứng cho đỡ đói đã. Đây là đồ ăn và nước uống, thứ mà không để thiếu được. Tôi rất là thích ăn uống nên lúc nào cũng phải mang đồ ăn thức uống theo. Rất may là cái căn phòng bí mật ở dưới sofa này có một cái hốc này. Đó, để được rất nhiều đồ. Đó. Cái hốc này rất là to, cất được nhiều chai nước trong này luôn. Đó, bim bim luôn. Và đây là hoa quả nữa này. Đấy, với số đồ ăn nước uống như này thì tôi có thể sống ở trong căn phòng bí mật trong sofa cả tuần luôn. Sáng Tiền Xu không bao giờ phát hiện luôn. Và đây là cái máy tính laptop của tôi để tôi giải trí. Thì trong cái căn phòng bí mật dưới cái sofa này thì rất là chật chội, không thể để được cái máy tính cây. Vì vậy tôi đã quyết định cầm con laptop vào đây để giải trí. Đang trên đường đi xuống Côn Sơn Kiếp Bạc thì tôi chợt nhớ ra, lần trước anh Dương có nhắc tới là đi sinh tồn một mình ở trên đảo hoang. Thì ở đây có một hòn đảo hoang rất là to. Trước tôi và anh Dưỡng với mọi người thường ra đây quay rất là nhiều, cho nên là tôi nghi anh Dưỡng cũng đang lẩn trốn ở trên cái đảo hoang này. Bây giờ làm thế nào hả ngài thám tử ơi? Thế thì đi lên tìm kỹ vào. Rồi bây giờ lên tìm luôn nhá, liệu rằng anh Dưỡng có trốn trên đảo hoang này không. Đi thôi ngài thám tử ơi. À đúng rồi, còn cái vali nữa, vali đựng tiền. Wow, nhét vào trong vừa luôn. Thế này thì mình sẽ bị chật mất, nhưng mà không sao. Để hắn ra một bên, tôi vẫn để chân được mọi người ạ. Tiếp theo là một số cái bóng đèn để trang trí này. Đèn led để trang trí nhé mọi người nhé. Bây giờ là cấp điện cho căn phòng bí mật để cho nó sáng sủa hơn. Trên đảo hoang thì thấy có một căn lều, hy vọng là tôi bắt được anh Dưỡng ở trên này. Chỗ này là cửa ra vào thì tôi sẽ nhờ vợ tôi để hộ nhá. Bây giờ tôi sẽ cho bạn xem. Vậy là tôi đã làm xong căn phòng bí mật ở dưới gầm sofa. Wow, cho người xem này. Nói chung là nhìn rất là đẹp nhá. Đấy, những cái tấm vải đen này ngăn ngừa giúp ánh sáng này nó thoát ra bên ngoài để lộ vị trí của tôi ấy. Ok, nói chung là hoàn thiện căn phòng bí mật ở dưới gầm sofa nhá mọi người nhá. Bây giờ tôi sẽ chui vào thôi. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ trốn trong căn phòng bí mật dưới gầm sofa nhá. Trốn nhanh không thì sáng đến thì sáng bắt được. Bye bye mọi người, bye bye ánh nắng mặt trời. Bây giờ tôi sẽ chui vào trong bóng tối đây. Hello, tạm biệt nhá. Tìm kỹ vào xem thấy có cái hang hốc nào không. Ok thám tử. Ở đây có cái chuồng vịt, không có anh Dưỡng ở đây rồi. Có một cái lều đẹp như thế này mà anh Dưỡng không trốn ở đây nhỉ. Nếu mọi người thấy căn phòng bí mật dưới gầm sofa này đẹp thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh nhé. Tôi sẽ làm nhiều căn phòng bí mật hơn nữa nhé. Like, subscribe, đăng ký kênh nhé. Thôi tôi đi trốn thật đây, bye bye. Vẫn không có manh mối gì à. Khả năng không có ở đây rồi. Ở bên kia có một hòn đảo khổng lồ luôn. Không biết anh Dưỡng có trốn ở đấy không nhỉ? Cảnh ở đây đẹp quá. Ở đây có một cái hang, hang to lắm. Thám tử ơi, tìm thấy hang. Ui, đây là hang sụt thôi chứ không phải là hang đào. Cứ tưởng là cái hang anh Dưỡng đào để lẩn trốn cơ. Trong này hơi chật một chút, vẫn hơi hở một chút. Ôi, vợ ơi, dí vào cho chồng. Tiếp, tiếp bên trên này. Ok, khít rồi. Ui, trong này chật thật sự luôn ý. Tức là tôi thì rất thoải mái, nhưng mà khi quay bằng máy quay ý, thì mình cầm cái máy quay để đi quay thì nó hơi khó chịu. Thám tử ơi, đảo hoang này không tìm thấy anh Dưỡng, khả năng là mình tiếp tục đi sang bên Hải Dương đi. Ừ, ta đi thôi. Đi. Đây là một trải nghiệm điên rồ mọi người ạ. Lần trước tôi làm căn phòng bí mật dưới gầm giường thì nó còn to rộng rãi, nhưng mà lần này căn phòng bí mật dưới ghế sofa thật sự là chật chội luôn mọi người ạ. Này tới mồm luôn này. Thật sự là chật luôn mọi người ạ. Trải nghiệm này chắc là tôi sẽ không bao giờ quên luôn. Thật sự là thú vị mọi người ạ. Lần đầu tiên trong đời tôi ở trong một cái căn phòng hẹp như này. Căn phòng đúng vừa cái người luôn mọi người. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng ở trong đây lâu nhất có thể để giành chiến thắng trước Sáng Thị Xu. Sáng Thị Xu sẽ không bao giờ ngờ tới là tôi ở trong cái ghế sofa đâu mọi người ạ. Chắc chắn tôi sẽ giành chiến thắng nha mọi người nhá. Vậy là tôi và ngài thám tử cũng đã tới Côn Sơn Kiếp Bạc. Trời thì cũng đã chuyển sang tối rồi. Thì bây giờ khả năng chúng ta sẽ đi kiếm ở xung quanh đây chứ hả ngài thám tử? Đúng rồi, cứ đi kiếm xung quanh đây. Rồi, bây giờ thì tôi và ngài thám tử sẽ tìm kiếm ở xung quanh đây để xem có manh mối hoặc là có nhìn thấy ô tô của anh Dưỡng ở đây không nhá. Đi thôi ngài thám tử ơi. Lúc đầu bảo mang con laptop vào để nghịch nhưng mà trong này chật quá không thể bỏ con laptop ra nghịch được mọi người. Con laptop vẫn để ở dưới chân này. Đấy, vẫn để bên dưới cái cặp đây này. Nhưng mà trong ngày tối mọi người chắc không nhìn thấy đâu. Lúc đầu mang con laptop vào giải trí nhưng mà bây giờ không cỡ bỏ được ra vì chật mọi người ạ. Nói chung là chỉ nằm như này thôi. Không biết Sáng Thị Xu giờ này đang ở đâu nữa. Tôi ở trong cái căn phòng bí mật ở dưới cái ghế sofa này thì không biết trời đất như nào, không biết ngoài trời như nào thật sự. Ok, khả năng tôi sẽ đi nằm ngủ một chút để lấy sức vì trong này cũng rất là chán. Bây giờ trong này chỉ nằm thôi này, cũng rất là chán với khả năng ngủ. Đi tìm anh Dưỡng thì thực sự rất là mệt mỏi. Ngồi xe lâu khiến cái mông của tôi ê ẩm mà vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào của anh Dưỡng. Anh Dưỡng ơi, vào trong này không? Trong này là một không gian rất là rộng nhưng mà anh Dưỡng lại không trốn ở đây. Vậy là hết một tiếng tiếp theo, anh Dưỡng vừa gửi gợi ý cho tôi. Ngài thám tử ơi, ngài thám tử. Sáng ơi, tiếp tục anh gợi ý đây, tiếp tục thu nhỏ map tìm kiếm lại.
Nhỏ hơn một chút, chúc sáng may mắn nha. Cứ nói là nhỏ hơn một chút thôi nhưng mà anh thấy vẫn lớn lắm, khó bắt lắm sáng ạ. Thôi chúc sáng là từ nay đến đêm khuya là bắt được anh. Thôi cả là anh đi ngủ đây. Ngài thám tử ơi, anh Dưỡng vừa gửi gợi ý cho ngài vị trí mà chúng ta đứng hiện tại ấy, đã không còn nằm trong vòng tròn nữa rồi. Thì bây giờ làm thế nào hả ngài thám tử? Đâu, đưa bản đồ ta xem lại xem nào. Đây ngài thám tử ơi, hiện tại thì trong vòng tròn chỉ còn Bắc Linh với cả một phần Bắc Giang nữa. Giờ làm thế nào hả ngài thám tử? Theo như ta thấy từ gợi ý đầu tiên cho đến bây giờ, thành phố Bắc Giang này vẫn chưa được loại bỏ, khả năng cao là cậu ta đang trốn ở đó. Thành phố Bắc Giang à? Phân tích của thám tử cũng hợp lý đấy. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đến thành phố Bắc Giang để thử tìm nha, anh Dưỡng có trốn ở bên đấy không nhá. Đi thôi thám tử ơi. Sau vài tiếng tôi ở trong này thì tôi cảm thấy là hơi mỏi mắt mọi người ạ. Vì đây nhá, này mọi người này, khi ngửa lên đây thì đã nhìn thẳng vào cái đệm này phải không? Nhưng mà toàn phải nhìn xuống dưới này thôi, nhìn xuống dưới này. Bây giờ kiểu như là cứ kiểu nhìn xuống dưới dạng như là nhắm mắt đi, nên rất là thèm ngủ mọi người ạ. Nhìn này, tôi nhìn xuống dưới thì nhìn máy quay ấy. Mắt lúc nào cũng kiểu híp híp lại, đang chuẩn bị nhắm thì buồn ngủ mọi người ạ. Nên cảm giác của tôi bây giờ hơi mỏi mắt và buồn ngủ. Chạy xe máy rất là mệt và thực sự đi rất là lâu. Để tiết kiệm thời gian thì chúng tôi đã lựa chọn đi phà. Ở phía bên kia đã là đầu Bắc Giang rồi nhá. Thang tới phía bên kia là bắt được anh Dương rồi. Hy vọng là anh Dương đang trốn ở phía bên Bắc Giang, đỡ phải đi tìm nhiều. Tôi rất thích trải nghiệm những cái gì nó mới lạ để sau này còn có cơ hội kể cho con cháu là hồi xưa ông hay là bố đã trải qua những cái cảnh tình cảnh như này. Nói chung là những cái thử thách như này cũng là một kỷ niệm khá là thú vị để sau này tôi sẽ kể cho con cháu sau này. Đấy, mọi người thấy hình chú tôi trên này không? Đấy, rất thoải mái nhá, rất rộng rãi nhá. Đấy là tôi còn để một cái vali to ở dưới đấy ấy, mà vẫn còn rất là thoải mái đấy mọi người. Tôi đưa đi ra lại không? Bảo chật thôi nhưng thực ra là khi mình quen ở trong này rồi thì mình cảm thấy bình thường, không đến nỗi là chật chội lắm đâu mọi người. Các bạn tôi hay thực hiện những cái thử thách rồi nên việc ở trong một không gian hẹp như này tôi vẫn cảm thấy gọi là ok, không làm sao cả. Nhưng mà tôi nghĩ là nhiều bạn sợ không gian hẹp thì sẽ không ở được trong những cái tình cảnh như này đâu. Vậy là đã tới thành phố Bắc Giang. Thì tôi đi quanh quanh thành phố, thấy ở đây có một cái quảng trường rất là rộng. Mọi người bình luận xuống bên dưới cho tôi biết là đây là quảng trường nào nhá. Bây giờ thì làm thế nào hả thám tử ơi? Chúng ta đã đi gần hết thành phố Bắc Giang này rồi, giờ chỉ còn quảng trường này thôi. Cậu hãy đi tìm xem có manh mối gì không. Rồi bây giờ tôi với thám tử sẽ đi tìm xung quanh đây xem còn manh mối gì của anh Dưỡng không nhá. Đi thôi thám tử ơi. Bây giờ lại buồn vệ sinh mới đau chứ này. Thôi tôi mở ra đi vệ sinh chứ không thể vệ sinh trong này được. Đi vệ sinh chắc chỉ hết tầm 30 giây thôi, chắc là không bị bắt đâu. Thôi tôi đi vệ sinh thì tôi không chịu nổi nữa rồi. Làm ở trong căn phòng bí mật dưới ghế sofa không biết trời đất gì luôn. Ra ngoài trời đã tối rồi này. Đấy mọi người nhìn đấy, vào ban đêm căn phòng bí mật tôi có đẹp không? Nhìn rất là đẹp nhá, nhìn rất là ảo nhá. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ tôi lại chui bên trong. Không thì sáng về lại bắt được tôi thì nói chung là bây giờ tôi phải chui vào. Vì tôi là vận động viên chuyên nghiệp rồi thì tôi có thể ở trong những không gian hẹp. Mọi người không nên làm theo tôi nhá mọi người nhá. Tôi là vận động viên chuyên nghiệp rồi nhá mọi người nhá. Ok, tôi không nói nhiều nữa, tôi lại chui vào đây. Không có xe của cậu Dưỡng rồi, chúng ta đi tìm chỗ khác thôi. Mệt quá ngài thám tử ơi, tôi đi tìm hết xung quanh cái quảng trường này rồi nhưng mà vẫn không tìm thấy tí manh mối nào của anh Dưỡng. Giờ làm thế nào thám tử? Gợi ý tiếp theo dành cho Sáng Tiên Su. Sáng Tiên Su ơi, anh tiếp tục thu nhỏ map tìm kiếm lại nhá. Cố gắng lên em ơi. À hình như là anh Dưỡng gửi gợi ý rồi này. Đâu tôi xem nào. Phạm vi tìm kiếm lại được thu nhỏ. Anh Dưỡng chỉ lẩn trốn ở quanh thành phố Bắc Linh này. Thế này coi như từ chiều chúng ta đi tìm công cốc còn gì nữa. Giờ làm thế nào thám tử ơi? Thôi bây giờ thế này, cậu cho tôi xem lại những clip của cậu Dưỡng đã từng làm. Clip à? Thì toàn clip chế tạo căn phòng bí ẩn thôi ngài thám tử ạ. Đây đấy, toàn clip chế tạo căn phòng bí ẩn thôi. Đây đây nữa này, làm im một chỗ lâu ấy, cảm thấy cơ thể rất là bứt rứt nhưng mà tôi vẫn chịu được được. Không biết Sáng đang ở đâu nữa, khi bây giờ tôi lại mong Sáng bắt anh đi để anh được ra khỏi chỗ này. Tôi đùa mọi người đấy, tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng cho mọi người nha. Sau khi xem lại những clip tôi khẳng định cậu Dưỡng chỉ trốn ở công ty hoặc ở nhà. Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ, anh Dưỡng có bao giờ đi đâu xa đâu. Thế bây giờ thì về đấy bắt luôn chứ hả thám tử? Chỉ cần về hai địa điểm đấy chắc chắn sẽ bắt được cậu Dưỡng. Thế thì còn chần chờ gì nữa, bây giờ tôi và thám tử cùng trở về thành phố Bắc Linh để bắt anh Dưỡng ngay thôi. Đi nào thám tử ơi. Thử thách trốn tìm này như kiểu bị mắc kẹt ấy. Không sao, tôi làm những cái thử thách như này sau mà có tình huống nào mà chẳng hạn nếu bị mắc kẹt thì mình có kinh nghiệm hơn ấy, mình đỡ sợ hãi hơn. Nói chung là mỗi một clip là tôi sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm hay. Ok, khát nước rồi, uống một hớp nước qua. Đây thám tử ơi, đây chính là công ty mà anh Dưỡng đã từng chế tạo những căn phòng bí mật. Cậu đi tìm tất cả các ngõ ngách ở công ty này cho tôi. Ok thám tử. Anh Dưỡng ơi, anh Dưỡng ơi, khả năng anh Dưỡng không trốn ở công ty rồi. Giới thiệu với cậu, tôi là thám tử, cậu có biết cậu Dưỡng ở đâu không? Thì sao cháu không biết? Thám tử ơi, thám tử ơi.
tìm hết xung quanh đây rồi không thấy anh Dưỡng thám tử ạ. Bây giờ làm thế nào thám tử? Theo những kinh nghiệm của tôi, cậu này đang nói dối. Nói dối? Thế có nghĩa là chắc chắn anh Dưỡng đang ở nhà. Anh Dưỡng đang ở nhà thám tử ạ. Thế bây giờ chúng ta đi về nhà để tìm xem có manh mối gì của anh Dưỡng ở đấy không nhá. Đi thôi thám tử ơi, đi đi. Ở trong này lâu quá mồ hôi nó ra, nó tích tụ ở quần áo, nó rất là hôi. Các căn phòng bí mật khác thì rộng rãi thoải mái, chơi game, ăn uống thoải mái, ngủ nghỉ. Nhưng mà riêng căn phòng bí mật ở trong gầm sofa này là chỉ có 5 thôi. Thử thách lần này chắc là tôi giữ lại được phần thưởng rồi. Yeah. Vì tầm này lửa đêm rồi mà sáng vẫn chưa tìm thấy tôi thì khả năng cao là tôi sẽ giành được phần thưởng. Thám tử ơi, đây chính là nhà của anh Dưỡng. Không biết là mọi người ngủ hết chưa cơ. Chúng ta sẽ cố gắng bắt được anh Dưỡng nhá. Cả làng anh Dưỡng chắc chắn nó trốn trong này rồi. Không ai nhớ ra mở cửa. À đây rồi, đây rồi. Thế rồi chị Yến, anh Dưỡng đâu chị Yến ơi. Đây, đây thám tử ơi. Nhà đây thám tử ơi. Chờ làm nào, tìm kỹ vào. Tìm kỹ. Anh Dưỡng ơi, Dưỡng. Dưới này thám tử ơi. Dưới này. Trước là có mấy clip làm ở dưới gầm giường rồi thám tử ạ. Không có, bên này không có thì bên này thám tử ơi. Bên này. Thám tử xem có dưới này không. Không có. Tìm kỹ vào, còn chỗ nào nữa không? Vẫn còn thám tử ạ. Còn phòng bên kia nữa. Bên này nữa, thám tử ơi, bên này. Nhưng mà thám tử ơi, bên này các cháu ngủ hết rồi, khả năng là anh Dưỡng không trốn ở đây đâu. Thế giờ làm nào, giờ không tìm thấy làm thế nào thám tử ơi? Không còn chỗ nào nữa à? Hết rồi sao ấy? À, còn ngoài ban công này, thám tử ơi. Đây, ngoài ban công này. Tìm kỹ vào. Ngoài ban công này vẫn không còn. Không bỏ sót chỗ nào cả. Ú, thám tử ơi. Búa ở đâu ra? Hay đập cái gì? Gỗ thám tử ơi. Ban công rồi lại có gỗ này. Ở đâu có thanh gỗ dài như thế này? Đây còn một đống gỗ này nữa luôn này. Gỗ ở đâu nhiều lắm thám tử ạ. Thanh gỗ dài. Khả năng là anh ấy phá cái gì ra để làm căn phòng cái sao ấy. Hay là anh ấy phá giường nhỉ? Giường hay là ghế? Ghế salon thường thường nó cũng dài như thế này. Do đây xem có đúng không? Thôi đúng rồi. Đúng là ghế sofa này rồi. Ôi anh Dương ơi, thế anh Dương trốn trong này à? Anh Dương ơi. Có thám tử ơi. Ôi có anh Giang này, có anh Điện này. Anh Dương. Bắt được rồi. Thám tử ơi. Vậy là tôi đã bắt được anh Dương rồi. Sau bao nhiêu thời gian vất vả đi tìm khắp nơi để tìm anh Dương thì cuối cùng cũng đã tìm thấy anh Dương. Trốn đến nay cũng bị bắt rồi. Bắt được anh Dương rồi, vui quá. Ai đây? Thám tử em thuê tới để truy lùng anh đấy. Thuê thám tử nó bắt tôi rồi. Trốn trong căn phòng bí mật ở dưới gầm ghế sofa này rồi mà vẫn bị bắt. Sao mà trốn được? Tức là lại còn thuê thám tử bắt nữa thì không chạy được thật. Và đây là phần thưởng xứng đáng cho người chiến thắng đây. Đây là phần thưởng xứng đáng. Em xin. Thám tử ơi, phần thưởng thám tử ơi. Không ngờ là Sán Đen Su thuê thám tử để bắt tôi mọi người ạ. Và là sau clip, nếu mọi người thấy clip căn phòng bí ẩn này hay hãy like, subscribe, đăng ký kênh để giúp kênh tôi lên 10 triệu sub. Tôi sẽ làm nhiều ý tưởng hay liên quan đến căn phòng bí mật nhá. Cảm ơn các bạn xem clip, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào các bạn.